Trần Nhật Phong trở lại cùng tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình Hiêu Tinh Nhật Ký phần 2 ngày hôm nay được phát hình và phát thanh từ Nam California. Trước hết cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của Phong để theo dõi các bản tin hàng ngày, các bài nói chuyện, phân tích, đối chiếu, so sánh trên tinh thần chủ quan của Phong cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và như thường lệ, mỗi một ngày vẫn có hai đề tài liên quan tới thời sự. Và đề tài thứ hai vẫn liên quan tới vấn đề mà quý vị đang quan tâm là tiến trình đàn hạch của Joe Biden đã đi tới đâu. Quý vị, trong ngày hôm nay, thì Chủ tịch Ủy ban Giám sát tại Hạ viện là James Comer đã đưa ra thêm bằng chứng mới cho thấy Joe Biden đã nhận thêm 40.000 Mỹ Kim từ một cái mà ông gọi là China Money, tức là tôi tạm dịch là tiền tẩy rửa từ Trung Quốc, từ em trai của ông ta năm 2017. Đây được xem là một trong những cái bằng chứng mới nhất cho thấy là Joe Biden đã can dự vào tất cả những cái mối thương mại trong gia đình của ông ta. Và quý vị, chúng ta đi vào bản tin trước đi, rồi sau đó chúng ta mới đi vào phân tích xem liệu lần này Joe Biden có thoát khỏi cuộc đàn hạch hay không. Quý vị, đầu tiên hết là bản tin. Joe Biden nhận 40.000 Mỹ Kim trong cái tiền tẩy rửa từ Trung Quốc từ tay em trai của ông ta năm 2017. Đó là lời phát biểu của ông James Comer đưa ra. Chủ tịch Ủy ban Giám sát tại giám sát và trách nhiệm tại Hạ viện là ông James Comer cho biết là ông Tổng thống Joe Biden trong năm 2017 đã nhận 40.000 Mỹ Kim tiền tẩy rửa Trung Quốc từ cái chương mục ngân hàng của em trai ông ta và em dâu của ông ta trong một cái personal check, tức là một cái check cá nhân, trong đó nói rằng là ông ta cho thấy là ông ta đã bị blackmail từ Bắc Kinh, tức là ông ta đã bị uy hiếp trong tương lai từ Bắc Kinh. Ông James Comer đã chi tiết hóa trong một đoạn video được bỏ trên trang Platform X vào ngày thứ Tư vào buổi sáng, trong đó cho thấy là những phát hiện diễn ra sau khi mà ông tống trác cho tất cả những cái ngân hàng về thương mại và tư nhân thuộc về James Biden và Hunter Biden là một phần trong cuộc điều tra gia đình Joe Biden có những thương mại với lại những quốc gia nước ngoài trong lúc mà ông ta có can dự vào. Nhớ rằng, chúng ta nên nhớ là Joe Biden đã nói với người dân Hoa Kỳ là con trai ông ta không hề kiếm tiền từ Trung Quốc, và nó không phải chỉ ông ta nói dối và con trai của ông ta đã kiếm tiền từ Trung Quốc. Đồng thời, nó cho thấy rằng có 40.000 Mỹ Kim tiền tẩy rửa ở Trung Quốc trong cái chương mục ngân hàng của ông ta từ một cái check cá nhân. Và đây là những gì mà Ủy ban Giám sát đã tìm thấy. Và ông James Comer cho biết là Joe Biden đã nhận được quyền lợi từ các cái mối thương mại gia đình của họ thương thảo với một công ty do Đảng Cộng sản Trung Quốc làm chủ là CEFC. Và ông Comer cho biết là số tiền này đã bắt đầu từ tháng 7 năm 2017 khi mà Hunter Biden đòi hỏi 10 triệu Mỹ Kim tiền chi ra từ một đối tác của công ty CEFC trên cái trang WhatsApp message. Anh ta nói rằng anh ta là ngồi chung với lại thân phụ của anh ta, và cái mạng lưới của Biden sẽ bắt đầu turn on, tức là bắt đầu làm việc, và nếu mà anh ta không có cái số tiền này, đây là một trong những cái ghi nhận lại cái trang WhatsApp là tôi ngồi đây với thân phụ của tôi, đây là cái câu nói của anh ta. Và quý vị hiểu rằng tại sao có những cái lời cam kết mà vẫn chưa được thực hiện. Đó là lời phát biểu của Hunter Biden đã nói với Henry Zhao là giám đốc của một cái công ty quản lý về hedge fund tài chính gọi là có tên gọi là Harvest Fund Management. Và Zhao, nếu mà tôi có được cú điện thoại hoặc là test từ bất cứ ai can dự cái đến chuyện này ngoại trừ ông ra, ông Zhao là hoặc là chủ tịch ra, tôi có thể nói rằng cuộc nói chuyện người đàn ông ngồi kế bên tôi và tất cả mọi thứ cá nhân ông ta đều biết, và tôi có thể sẽ không bao giờ quý vị sẽ cảm thấy hối hận nếu mà không đi theo cái hướng dẫn của tôi. Và ông Zhao đã lên tiếng trả lời trong cái phần này là CEFC sẽ sẵn sàng hợp tác với gia đình của ông. Và ông Comer trong đoạn video cho thấy là Hunter Biden đã bắt đầu làm việc những ngày sau đó và có 5 triệu Mỹ Kim đã chuyển từ công ty CEFC vào cho Hunter Biden. Và trong đó ông Comer chỉ ra cho thấy báo cáo của ngân hàng thì trong đó trong ngày 8 tây tháng 8 năm 2017, số tiền 5 triệu Mỹ Kim này đã được gửi tới công ty có tên gọi là Houston West Tree,
tức là một cái công ty mà được thành lập chung giữa Hunter Biden và cái người có liên hệ với công ty CEFC là Golden Dawn. Cùng một ngày thì Hudson Westry đã gửi 400.000 Mỹ Kim tới công ty có tên là Owasco PC. Đây là một công ty riêng biệt được kiểm soát và làm chủ bởi Hunter Biden theo tường trình của ông Comer. Và vài ngày sau đó, thì ngày 18, ngày 14 tháng 8 2017, Hunter Biden đã chuyển 150.000 Mỹ Kim cho cái công ty gọi là Lionheart Group, một công ty làm chủ bởi James Biden và vợ của ông ta là Sharon Biden. Và đến ngày 28 tây, tức là 14 ngày sau đó, thì ông Comer cho biết bà Sarah Biden đã rút ra 50.000 Mỹ Kim tiền mặt và từ cái công ty Lionheart Group và sau đó bỏ vào trong cái chương mục ngân hàng riêng của bà ta và ông James Biden. Và vài ngày sau đó thì Sarah Biden đã viết một cái check cho Joe Biden trị giá là 40.000 Mỹ Kim và trong đó đề ngày 3 tây tháng 9 năm 2017, và dưới chấp này cái bản memo đề là loan repayment, tức là trả lại nợ. Và ông James Comer cho biết, và kể cả trong cái check này có khoảng 10% trong tổng số 400.000 Mỹ Kim đã gửi cho công ty của Hunter Biden là Owasco. Và trên sự thật thì cái gọi là loan payment này nó vẫn là làm cách nào cho bên hưởng được quyền lợi từ các cái tiền ở trong gia đình của ông ta với cái tên của ông ta với số tiền từ Trung Quốc, và gia đình này đã dùng tên của ông ta và con trai của ông ta đe dọa cái người là có liên hệ với công ty CEFC với một cái hậu quả, và ông ta nói rằng Joe Biden biết điều này và James Biden sẽ không có số tiền viết qua 40.000 Mỹ Kim cho người anh trai là Joe Biden. Ông James Comer đã đưa ra lời phát biểu như trên. Quý vị, đây là một trong những cái bản báo cáo mới nhất đưa ra. Như vậy thì hôm trước quý vị còn nhớ là chúng ta có cái bản tin là Joe Biden đã nhận 200.000 từ cái chương mục của James Biden và Sarah Biden. Quý vị, tôi nhắc lại bản tin này được đăng trên nhiều cơ quan truyền thông và trong đó có cả đài truyền hình CBS. Các thành viên của ủy ban ở Đảng Cộng Hòa đang gia tăng câu hỏi về số tiền 200.000 Mỹ Kim check mà James Biden đã gửi cho Joe Biden. Và phát ngôn viên của Joe Biden thì cho rằng không có bằng chứng nào làm sai cả. Đây là lời phát biểu. Các thành viên Hạ viện đã công bố cái bản báo cáo của ngân hàng cho thấy là em trai của ông Joe Biden là James Biden họ nói rằng họ có nhiều câu hỏi liên quan tới việc mà ông Joe Biden có quyền lợi riêng tư từ cái mối thương mại của gia đình ông ta. Ngân hàng kỷ lục cho thấy rằng là sau khi mà Đảng Cộng Hòa kiểm soát cái là của cái ủy ban ở tại Hạ viện là ủy ban giám sát và trách nhiệm cho thấy 200.000 Mỹ Kim check cá nhân đã được chi trả cho ông Joe Biden từ trái em trai của ông ta là James Biden và người em dâu là Sarah Biden, và check cá nhân này được là label, tức là được gắn nhãn với cái gọi là loan repayment và đã được đưa ra trước khi mà ông Joe Biden trở thành tổng thống và cùng một ngày trong năm 2018 khi mà cái công ty có tên gọi là AmeriCorps Health LLC, một công ty về sức khỏe quản lý các cái bệnh viện ở khu vực nông thôn ở tại Hoa Kỳ, và trong đó đã chuyển 200.000 Mỹ Kim cho vào cái ngân hàng của ông James Biden gọi là PNC. Và trong đoạn video bỏ trên trang Platform X thì ông James Comer là chủ tịch ủy ban giám sát và trách nhiệm lên tiếng và nói rằng Joe Biden đã được chi trả bởi em trai của ông ta lệ thuộc vào cái sự thành công trong cái vấn đề gọi là thỏa thuận về tài chính gia đình của ông ta. Và trong cái đơn phá sản vào năm ngoái thì AmeriCorps Health LLC nói rằng James Biden đã nhận hàng trăm ngàn Mỹ Kim trong cái tiền vay từ công ty và trong đó cam kết với cái tên của ông ta. Và đây được xem là mở ra cánh cửa cho thấy rằng là có một cái cuộc đầu tư lớn từ Trung Đông và căn cứ trên cái liên hệ chính trị của ông ta. Và sau khi mà AmeriCorps Health LLC sau đó đã bị kiện là không chi trả, và James Biden đồng ý là thỏa thuận cái chi trả này với cái AmeriCorps Health LLC là 350.000 Mỹ Kim. Và James Biden luật sư đã đưa ra cái nó nói đây là mô tả đây là một cái số tiền gọi là được cho vay, và đây là lời phát biểu của luật sư của James Biden. Và quý vị, họ excuse số tiền này là số tiền mà James Biden đã vay từ Joe Biden. Quý vị, càng giải thích thì càng lòi ra. Ở đâu mà bây giờ lúc trước là 200.000 Mỹ Kim, bây giờ thêm 40.000 Mỹ Kim nữa. Và vài bữa nữa chúng ta sẽ không biết còn có bao nhiêu số tiền cũng được đề với hình thức là cho vay. Như vậy
thì Joe Biden có lên tiếng cho biết là ông ta đã cho James Biden, em trai của ông ta, vay bao nhiêu tiền hay không quý vị? Chưa. Chúng ta chưa thấy. Chưa thấy ông ta tuyên bố là ô, tôi có cho em tôi mượn vài trăm ngàn Mỹ Kim hay một triệu Mỹ Kim gì đó. Thì bây giờ càng lúc những tấm xét này càng lòi ra. Và nhờ việc tống trác của Ủy ban giám sát vào các ngân hàng, buộc các ngân hàng phải cung cấp chứng từ này, thì người ta mới thấy lòi ra cái số tiền này. Mà trước đó ông James Comer có nhắc lại, Joe Biden đã từng tuyên bố rất nhiều lần trong lúc tranh cử. Và kể cả sau khi ông ta đắc cử, thì nhân viên dưới quyền của ông ta cũng bác bỏ, cho rằng là ông ta không có liên hệ gì tới mối làm ăn của con trai. Và nói rằng trước đó thì ông ta nói con trai của ông ta và cả ông ta không nhận một đồng nào từ Trung Quốc. Mà ông ta còn chỉ ngược lại điểm vào ông Trump, nói là ông Trump nhận tiền từ Trung Quốc. Trong khi đó quý vị, chúng ta không thấy ông Trump có một cái associate gì với Trung Quốc cả. Ngược lại, con trai của Joe Biden là Hunter Biden đã cấu kết với công ty CEFC. Đây là công ty nằm dưới chủ quyền của Cộng sản Trung Quốc, tức là công ty quốc doanh của nhà nước Cộng sản Trung Quốc. Và quý vị, họ đã chi số tiền rất nhiều. Rất nhiều, 5 triệu Mỹ Kim đã chuyển cho công ty của Hunter Biden để mà gọi là cái công ty này được thành lập chung. Thì quý vị, hai công ty, tức là công ty CEFC và Houston Đệ Tam, hai công ty này đi chung một cái hùng hạp, nói chung là hùng hạp, thì số tiền được chuyển 5 triệu Mỹ Kim từ bên kia qua. Và sau đó Hunter Biden đã chuyển 400.000 Mỹ Kim cho James Biden. Rồi 14 ngày sau đó thì vợ của James Biden là Sarah Biden đã tự ký cái check 150.000 Mỹ Kim từ công ty của James Biden và Sarah Biden qua cái chương mục cá nhân. Là ngày 28 tây tháng 8. 14 tây tháng 8 thì Hunter Biden chuyển 400.000 qua cho James Biden. 28 tây tháng 8, tức là 14 ngày sau đó, thì James Biden và Sarah Biden ký check từ công ty Wasco này qua cho cái chương mục cá nhân của họ là 150.000 Mỹ Kim. Và kết quả quý vị, ngày 3 tây tháng 9, Sarah Biden đã ký cái check cho Joe Biden 40.000 Mỹ Kim và nốt ở dưới loan repayment, tức là trả nợ. Và cái check 200.000 trước đây được phát hiện ra cũng năm 2018. 2018 nha quý vị, cái này là vụ này là của 2017. Còn 2018 là 200.000 Mỹ Kim, cũng đây là loan repayment. Quý vị, như vậy thì thứ nhất là Joe Biden đã dối trá trước lời thề. Ông ta nói rằng con trai của ông ta không hề nhận tiền từ Trung Quốc và gia đình của ông ta không có nhận tiền từ Trung Quốc, và bằng chứng rõ ràng số tiền chuyển từ Trung Quốc qua đây. Và trước đó không lâu quý vị còn nhớ là 225.000 Mỹ Kim cũng chuyển trực tiếp cho Hunter Biden từ Trung Quốc mà chuyển qua cái địa chỉ nhà của Joe Biden. Tất cả tiền này đến từ Trung Quốc hết. Và đây là lý do mà ông James Comer nói là future blackmail. Chữ future blackmail này tôi phải dịch là sự uy hiếp trong tương lai. Thay vì dùng chữ tống tiền thì nó không phải là tống tiền, nó là sự uy hiếp về mặt chính trị với Joe Biden trong tương lai. Thì quý vị, đây chính là một trong những cái bằng chứng cho thấy gia đình Joe Biden có associate rất nhiều với Trung Quốc. Đó là điều thứ nhất. Và nó đã cho thấy Joe Biden đã khai man và đã dối trá trước lời thề. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, làm cách nào giải thích? Bây giờ, luật sư của ông ta và phát ngôn viên của cái phòng War Room là Ian Sam. Ôi, cái chuyện này, em trai ông trả lại tiền, ông mượn thì trả lại thôi. Quý vị, vậy thì Joe Biden có minh bạch cho công chúng, cho công chúng biết ông ta đã cho em trai mình mượn bao nhiêu tiền không? Ông ta đã cho em trai mượn bao nhiêu tiền và những món tiền đó được ký kết và được ghi nhận trong cái hợp đồng như thế nào, bởi vì nó gọi là loan payment. Loan repayment, tức là trả món nợ cho vay. Như vậy vay thì có phân loại, mượn thì không có phân loại, borrow
thì không có lời đâu. Còn vay tức là loan là món cho vay thì phải có phân lời, thì phải cho biết cái hợp đồng cho vay bao nhiêu tiền và trả trong thời hạn nào, ra sao, như thế nào, nó phải có chứ. Đâu phải là mấy trăm ngàn đâu quý vị, đâu phải là mấy đồng bạc đâu mà không có giấy tờ chứng từ gì cả. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, tổng số tiền mà Joe Biden đã cho em trai mình vay là bao nhiêu? Tổng số tiền đó và cái hợp đồng có hay không? Và tổng số tiền là bao nhiêu? Bây giờ mới có hai cái check. Rồi mai mốt phát hiện thêm mấy cái check nữa thì làm sao giải thích đây? Thêm mấy cái check nữa làm sao giải thích đây? Và đừng quên, từ 2015 cho tới 2017. Quý vị, hôm trước 200 ngàn mình thấy là năm 2018. Còn bây giờ số tiền này được phát hiện năm 2017. Như vậy thì Joe Biden lấy tiền đâu ra cho em trai của mình mượn? Trong khi 2015 ông ta thiếu điều muốn bán nhà để lo cho bệnh của đứa con trai bị chết. Trước khi con trai bị chết. Tại vì con trai của Joe Biden là cựu chiến binh ở chiến trường Iraq. Nhưng không có chết tại Iraq. Anh ta bị chết vì cancer. Và cuối cùng chết tại Mỹ. Ông ta đã từng lên tiếng và đòi bán nhà để lo cho con trai mà. Thì ở đâu ra tự nhiên 2 năm sau có dư tới mấy chục ngàn. Và không biết số tiền là bao nhiêu nữa. Là bởi vì hai lần cho mượn. Bây giờ mới có hai cái check mình thấy thôi. Còn bao nhiêu cái check chưa lòi ra đây? Còn bao nhiêu cái check chưa lòi ra là ông ta đã nhận tiền từ em trai của mình? Thì ông ta dư đâu ra được mấy trăm ngàn, trong khi ông ta không hề bán nhà. Dư ra được mấy trăm ngàn. Và nếu như mà ông ta cho em trai mượn, cứ cho là ông ta lấy tiền từ căn nhà đi, thì chứng từ ngân hàng phải có. Ví dụ ông ta là căn nhà của ông ta pay off rồi, và ông ta lấy một số tiền từ căn nhà đó ra, thì là một cái equity cũng được, nó gọi là equity line cũng được, hoặc là một cái tiền lấy nhà thế chấp để vay tiền của ngân hàng cho em trai của mình mượn cũng được nữa. Như vậy thì phải có chứng từ ngân hàng. Phải có tất cả những cái chứng từ ngân hàng là ông ta đã làm giấy tờ cầm căn nhà, lấy tiền đó cho em trai của mình mượn. Cũng không có luôn. Vậy ở đâu ra ông có dư tới mấy trăm ngàn để cho em trai của mình mượn? Và số tiền mượn đó lại không thấy ông ký check ra. Không lẽ ông đưa tiền mặt? Không lẽ ông ta đưa tiền mặt quý vị? Và năm 2015 mình còn nhớ là ông không có tiền lo cho con mà. Mà 2017, chưa đầy 2 năm, là ông thẳng dư mấy trăm ngàn à. Điều này rất là vô lý. Nhưng mà quý vị, những vô lý này sẽ được giải thích một cách hợp lý trong thời gian tới. Bởi vì tiến trình đàn hạch đã cho thấy, tất cả những bằng chứng từ gián tiếp bắt đầu có màu sắc của trực tiếp rồi. Tức là cái tiến trình đàn hạch tôi nói quý vị là nó đã bắt đầu phanh phui ra thêm một số những cái thông tin liên quan tới những cái chương mục ngân hàng. Và quý vị, cũng trong ngày hôm qua thì ông James Comer công bố là bên phía NARA, tức là cái cục lưu trữ quốc gia, công bố 82.000 trang email Joe Biden đã dùng bút danh giả để liên lạc với bên ngoài trong suốt thời gian ông ta làm phó tổng thống. 82.000 trang email gửi ra nhận vô, thì các vị tổng cộng có 82.000 cái trang email với dưới những cái biệt danh và những cái tên giả. Thưa quý vị, cái câu chuyện này nó cho chúng ta thấy rõ ràng cái sự tham nhũng của gia đình Joe Biden. Bây giờ có đàn hạch thành công hay không thì chúng ta đã thấy rõ ràng ông ta đã có hành động tham nhũng trong thời gian ông ta làm phó tổng thống, và sau khi rời khỏi phó tổng thống vẫn dùng cái tên của mình để cho con trai của mình và em trai của mình trục lợi. Đó là điều thứ nhất. Và chính ông ta cũng gián tiếp hoặc trực tiếp nhận những số tiền trục lợi này. Bây giờ quý vị, điều thứ hai là tại sao ông ta phải dùng bút danh? Những bút danh giả, ít nhất là 3 cái email đều mang cái tên giả hết. Và bây giờ Cục Lưu trữ Quốc gia đã soạn ra và dựa trên cái đạo luật gọi là
Free Information Act thì mới phanh phui ra được tới 82.000 trang email gửi vô, gửi ra và nhận vô từ cái email của ông ta dùng bút danh giả. Quý vị, tất cả những cái điều này dần dần nó bắt đầu đi tới cái sự thật. Nó bắt đầu đi tới những cái bằng chứng trực tiếp là Joe Biden đã nhận tiền từ nước ngoài. Có thể xảy ra dưới giai đoạn ông ta làm phó tổng thống và có thể xảy ra trong giai đoạn ông ta đã rời khỏi ghế phó tổng thống. Quý vị, đây là một cái bằng chứng rất rõ ràng. Đây là cái bằng chứng rất rõ ràng. Nếu ông ta không ra ứng cử tổng thống, câu chuyện này phanh phui thì ông ta đã đi tù từ sớm. Nhưng mà chính Obama đã thúc ông ta ra tranh cử và giúp cho ông ta thắng cử để dùng cái quyền tổng thống đè lại tất cả những cuộc điều tra này. Một cái hành động lạm quyền dưới sự thúc đẩy của Obama ở phía sau. Ngồi vào ghế tổng thống thì coi như là ông ta đè được rất nhiều thứ. Nhưng bây giờ quý vị, tất cả mọi việc đã được phanh phui ra. Như vậy thì tiến trình đàn hạch vẫn đang tiếp diễn, sắp tới hồi kết thúc để chuẩn bị bước qua cái bước kế tiếp là impeachment investigation, tức là điều tra đàn hạch. Và sau cái investigation này thì sẽ chính thức là một cái impeachment đàn hạch. Thì quý vị, tôi nghĩ rằng đảng Dân Chủ cũng đang chờ. Họ không có ý định bảo vệ cho ông ta. Họ không có ý định, ngoại trừ luật sư của ông ta và cái war room ở trong tòa Bạch Ốc đang chống chế tất cả những bằng chứng này. Hầu hết đảng Dân Chủ đều giữ im lặng. Hầu hết đảng Dân Chủ đều giữ im lặng. Tại vì sao quý vị? Họ đang chờ diễn biến của câu chuyện. Và tới một thời điểm thích hợp, có thể họ sẽ đồng ý đàn hạch Joe Biden. Tại vì họ thấy cái rating của Joe Biden đã càng lúc càng thấp. Và cái cuộc chiến của Hamas và Do Thái khiến cho họ mất rất nhiều khối phiếu của người Ả Rập. Quý vị, cái cuộc thăm dò mới nhất, từ 59% khối phiếu Ả Rập bỏ cho đảng Dân Chủ và Joe Biden rớt xuống còn 35%. Sau khi cuộc chiến của Hamas và Do Thái bùng nổ, thì cái mức ủng hộ của khối người Ả Rập ở tại Hoa Kỳ, công dân Hoa Kỳ gốc Ả Rập đã giảm đi. Có nghĩa là Joe Biden mất dần điểm với lại tất cả những phe phái từng giúp cho ông ta thắng cử tổng thống trước đây. Thì bây giờ ông ta đã mất dần tất cả khối phiếu này. Do đó, đảng Dân Chủ vẫn giữ thái độ im lặng là bởi vì họ chờ đúng thời điểm để họ ép Joe Biden. Thứ nhất là phải từ chức. Là phải từ chức. Còn nếu không thì cuộc đàn hạch này sẽ thành công. Họ sẽ bỏ phiếu đàn hạch. Họ ép Joe Biden từ chức để đưa con gà Kamala Harris ra. Tại vì con gà Kamala Harris là con gà của phe cực tả. Đây là con gà của phe cực tả đó quý vị. Và nếu Kamala Harris lên làm tổng thống, thì đương nhiên bà ta sẽ chính thức đại diện cho đảng Dân Chủ tái tranh cử. Và như vậy thì bà ta lại kéo được cái khối phiếu cực tả đứng sau lưng bà ta. Thay vì Joe Biden, bởi vì bây giờ nhiều cử tri đảng Dân Chủ đã chán ngán cái tuổi tác của Joe Biden. Tuổi tác thôi, tôi chưa nói những vấn đề khác. Tôi nói là tuổi tác của ông ta thôi. Và trong thời gian gần đây, ông ta bị áp lực của nền kinh tế và áp lực của sự suy thoái kinh tế, cũng như là lạm phát, giá dầu, giá xăng tăng. Ông ta đã phải ký một phần nào đó để khai thác lại năng lượng, đi ngược lại với cái đám ủng hộ cho môi trường. Thì quý vị, đám này đã bắt đầu lên tiếng chỉ trích Joe Biden rồi. Và có thể họ sẽ thân qua Kamala Harris. Có nghĩa là đảng Dân Chủ bây giờ họ giữ im lặng. Họ giữ im lặng là họ chờ thêm có thêm bằng chứng từ phía đảng Cộng Hòa moi ra. Và thứ hai, họ cân nhắc. Tại vì về quy tắc, họ không thể gọi là loại trừ ông Joe Biden ra được. Tại vì ông đang là tổng thống đương nhiệm. Ông sẽ được automatic đề cử ra tái tranh cử. Trừ phi ông bị đàn hạch thành công, hoặc là ông tự nguyện từ chức và rút lui cuộc tranh cử, thì điều đó nó sẽ khác đi. Thì quý vị, có vẻ như đảng Dân Chủ đang sử dụng cái đảng Cộng Hòa để tìm cách kéo Joe Biden ra khỏi cái việc chạy đua vào ghế tổng thống. Tại vì họ biết được lần này
Joe Biden mà trở ra là tái tranh cử, họ không có cơ hội thắng ghế tổng thống. Bất kể bên Cộng hòa ai ra, tổng thống Trump, Ron DeSantis hay là Nikki Haley đều sẽ đánh bại Joe Biden. Họ biết lần này họ sẽ mất ghế hành pháp nếu Joe Biden vẫn tiếp tục duy trì đòi tái tranh cử và tiếp tục ngồi ghế tổng thống. Mà họ thì không làm gì được hết. Cho nên bây giờ cách hay nhất, một là chính danh lôi ông ta xuống, còn hai là để cho ông ta tự động từ chức. Thì tôi nghĩ rằng lần này Joe Biden phải tự động từ chức thôi quý vị. Tại vì ông ta sẽ không muốn trở thành vị tổng thống đầu tiên trong lịch sử nước Mỹ bị đàn hạch thành công. Do đó, ông ta sẽ từ chức trước khi bị đàn hạch. Khi mà Đảng Cộng hòa càng lúc càng có nhiều bằng chứng, và những bằng chứng này càng lúc càng trực tiếp rồi, chứ không còn gián tiếp nữa. Càng lúc càng trực tiếp rồi. Chúng ta thấy là có hai cái check rồi. Và trước đó, Hunter Biden nhận 225.000 Mỹ Kim từ Trung Quốc, lại dùng cái địa chỉ nhà của Joe Biden. Bây giờ có hai cái check 200.000 và 40.000 rồi. Không biết còn bao nhiêu cái check sắp sửa sẽ bị moi ra nữa đây. Và quý vị, nếu đi ngược lại cái thời gian trước đó, bây giờ quý vị thấy đi ngược là từ 2018 rồi xuống 2017, vậy còn 2016, 2015, nhất là 2015 và 2016. Cuối năm 2015, ông ta đã bay qua Ukraine để mà nói chuyện trước quốc hội của Ukraine. Ông ta nắm cái ngân sách 1 tỷ Mỹ Kim hỗ trợ cho Ukraine. Và cho tới tháng Giêng năm 2016, thì công tố viên Sorkin đã bị sa thải. Ông đã bị sa thải. Thì quý vị, như vậy thì còn công ty Burisma đã tốn tiền như thế nào và làm cách nào họ chuyển tiền cho Joe Biden? Đương nhiên là thông qua Hunter Biden rồi. Nhưng mà làm cách nào số tiền này vô được ngân hàng của ông ta? Thì đây là câu hỏi chúng ta phải đặt ra. Và quý vị, tức là Đảng Cộng Hòa họ đang lần ngược lại cái thời gian. 2019 thì ông không có đụng đậy đâu. Tại vì 2019 ông tuyên bố tranh cử tổng thống mà. Do đó tôi không nghĩ là ông động đậy trong vấn đề này. Nhưng từ 2018 bây giờ tới 2017, rồi vài bữa nữa Đảng Cộng Hòa lại tung hồ sơ của 2016, 2015 và trước đó nữa. Thì quý vị, có nhiều cái điều sẽ được phanh phui ra. Và những bằng chứng này càng lúc càng trực tiếp, không còn gián tiếp nữa. Do đó, tôi không biết là Joe Biden liệu có thoát khỏi cuộc đàn hạch này hay không khi mà chứng cớ càng lúc càng đầy đủ. Và sau khi mà hoàn tất cái tiến trình đàn hạch, tức là cái impeachment inquiry, thì sẽ cái bước kế tiếp là impeachment investigation. Đây là cái khúc quan trọng nhất. Tại vì khúc này không những là bằng chứng, là chứng từ, mà còn có nhân chứng nữa. Còn có nhân chứng nữa quý vị. Nhân chứng là những người đã khai ra, đã tiết lộ, và kể cả những nhân vật trong cuộc. Trong đó bao gồm ông chủ của công ty Burisma, bao gồm luôn cả những đối tác bên Trung Quốc. Thì quý vị, đây sẽ là một trong những cái mà tôi thấy rằng là rõ ràng với cục diện trước mắt và với cái tình hình biến chuyển của thế giới, đặc biệt là sự đe dọa của Trung Quốc với lại Đài Loan, cuộc căng thẳng của Bắc Hàn và Nam Hàn, rồi sự xung đột sắp sửa có thể bùng nổ giữa người Albania và người Serb ở tại Kosovo. Những cuộc chiến này có thể manh nha bùng nổ. Và nó có thể dẫn tới việc Joe Biden chịu không nổi. Giống như tôi nói, có thể đột tử và có thể từ chức trước khi ông ta hết nhiệm vụ. Và cái xu thế, cái xu hướng mà ông ta từ chức tôi thấy đã bắt đầu có rồi. Và nếu nó xảy ra thì tôi gọi là karma. Bởi vì năm xưa chính Joe Biden lúc đắc cử vào chức thượng nghị sĩ năm 1972, ông ta là một trong những thủ phạm ép ông Nixon phải từ chức trong cái vụ Watergate. Cái vụ Watergate của ông Nixon khiến cho Tổng thống Nixon phải từ chức. Thì quý vị, karma, hậu nhân quả. Thì quý vị, 40 năm sau, ông trở thành Tổng thống. Thì bây giờ chính ông cũng phải từ chức trước khi bị đàn hạch. Ok quý vị, đó là một trong những cái bài phân tích của tôi trong cái Hilton Nhật Ký phần 2 ngày hôm nay.
liên quan tới cái cuộc đàn hạch với Joe Biden, và tôi cho rằng ông ta sẽ không có đứng vững được trong cái ngôi vị tổng thống cho tới khi ông ta hết nhiệm vụ, hết nhiệm kỳ. Và đây sẽ là một trong những cái bài nói chuyện và chúng ta thấy rõ những gì mà chúng ta đã nhìn thấy trên cái sàn Quốc hội, và Đảng Cộng hòa vẫn thúc đẩy chuyện này. Và bây giờ có thể có sự tiếp tay ngầm của Đảng Dân chủ để lôi Joe Biden xuống. Cảm ơn tất cả các khán giả rất là nhiều cho bài nói chuyện này. Phong sẽ trở lại cùng tất cả các khán giả ở khắp nơi trong chương trình kế tiếp của TNP Channel. Xin quý vị và các bạn nhớ đón nghe và theo dõi. Mến chào tất cả các khán giả và chúng ta gặp lại sau. Bye bye.